Xong, Chelsea chọn Graham Potter thay thủ cờ. Huấn luyện Graham Potter đã hủy cuộc họp báo trước trận Brighton gặp Bournemouth và đến trung tâm đào tạo của The Seagull chia tay học trò trước khi tới Chelsea theo ông Thomas Tuchel. Theo lịch, Brighton sẽ làm khách Bournemouth tại vòng 7 Premier League. Trận đấu diễn ra vào 21 giờ thứ bảy ngày 10 tháng 9 trước chuyến đi tới Dinkirk của The Seagull. Huấn luyện viên Graham Potter sẽ tham dự cuộc họp báo vào hôm nay theo kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, tờ The Athletic khẳng định rằng quan 47 tuổi đã hủy cuộc trao đổi trước trận này với các phóng viên. Quyết định của ông Graham Potter nhận được sự ủng hộ của ban lãnh đạo Brighton. Graham Potter không muốn dự cuộc họp báo này để tránh câu hỏi liên quan đến tương lai của mình. Quan trọng hơn cả, Graham Potter không dự họp báo để có thêm thời gian đàm phán và chốt thỏa thuận với Chelsea. Hôm nay, tờ Daily Mail tiết lộ Graham Potter đã đạt được thỏa thuận miệng với Chelsea và nhà cầm quân người Anh sẽ đến trung tâm huấn luyện của Brighton sáng nay tạm biệt các học trò trước khi lên đường tới Stamford. Trước đó, nhiều nguồn tin uy tín tại Anh như Sky Sports và The Athletic cho biết Brighton đã đồng ý để Graham Potter đến Chelsea. Về phía The Blues, chủ tịch Todd Bowley sẵn sàng chi tiền đền bù hợp đồng để đón vị huấn viên người Anh. Tỷ phú Todd Bowley coi Graham Potter là lựa chọn số 1 để thay thế Tuchel. Cũng liên quan đến thương vụ này, cách đây phút, chuyên gia xem tin chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định rằng Chelsea và Graham Potter đã tìm được tiếng nói chung trên bàn đàm phán. Hiện tại, The Blues đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi chính thức công bố quyết định bổ nhiệm cựu huấn luyện viên Swansea trong ít giờ tới. Chelsea đang rốt ráo hoàn tất hợp đồng để chiến lược gia 47 tuổi, đủ thời gian và điều kiện dẫn dắt The Blues ở trận Derby London với Fulham. Trận đấu thuộc vòng 7 Premier League diễn ra vào 18:30 ngày 10 tháng 9 trên sân Craven Cottage. Huấn luyện viên Klopp đáp trả tin đồn sắp bị sa thải như Tuchel. Huấn luyện viên Klopp cho rằng giới chủ Mỹ vẫn tin tưởng vào kế hoạch hiện tại của ông ở Liverpool và khó có chuyện bản thân bị sa thải. Các ông chủ của Liverpool vẫn kiên nhẫn và kỳ vọng tôi sẽ vượt qua được giai đoạn này. Họ cũng không nghĩ một người khác có thể giải quyết vấn đề hiện tại. Do đó, đây không phải là trường hợp thực sự đúng để bàn đến, huấn luyện viên Klopp chia sẻ sau trận thua 1-4 trước Napoli rạng sáng ngày 8 tháng 9. Liverpool có khởi đầu tệ ở mùa giải 2022-2023 khi mới thắng 2 trong số 7 trận gần nhất. Joe Cole đứng thứ 7 ở Premier League 2022-2023. Theo The Goal, thất bại trước Napoli là trận thua đậm nhất của Liverpool ở một trận đấu tại Cúp Châu kể từ năm 1966. Những kết quả tệ hại gần đây khiến tương lai của Jurgen Klopp tại Sheffield trở nên bấp bênh. Người hâm mộ lo ngại chiến lược gia người Đức có nguy cơ bị sa thải tương tự người đồng hương Thomas Tuchel ở Chelsea. The Blue cho huấn luyện viên Tuchel nghỉ việc vào chiều ngày 7 tháng 9 giờ Hà Nội vì mâu thuẫn với giới chủ Mỹ. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022, huấn luyện viên Tuchel vẫn được duyệt chi đến 281 triệu euro để đem về 8 tân binh. Trên BT Sport, cựu trung vệ Rio Ferdinand phân tích thất bại gần nhất của Liverpool. Có quá nhiều ngôi sao ở Liverpool không thể hiện như kỳ vọng. 45 phút đầu tiên, hàng thủ của câu lạc bộ thật tệ. Điều mà cả huấn luyện viên và cầu thủ không chấp nhận được là việc thiếu động lực và khao khát thi đấu trên sân. Liverpool xếp thứ 3 ở bảng A Champions League 2022-2023, ngang thành tích với Rangers nhưng nhỉnh hơn về mặt hiệu số. Giờ cốp chạm trán Wolves ở vòng 7 Premier League vào ngày 10 tháng 9. United gặp Real Sociedad, thế giới khác của Ronaldo. Sau 19 mùa giải liên tiếp tham dự đấu trường Champions League, Ronaldo phải bước xuống sân chơi hạng 2 Europa League. Thậm chí CR7 còn đang ở trong cuộc chiến tranh vị trí tại Madrid. Ở Europa League mùa này, Madrid nằm ở bảng E cùng với ba đối thủ khác là Sheriff, Real Sociedad và Omonica Nicosia. Đêm nay ở trận mở màn thay cho Erik ten Hag được chơi trên sân nhà, tiếp đón đối thủ là Real Sociedad. Đây được đánh giá là đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp với Quỷ Đỏ, nên trận ra quân đêm nay có tính chất rất quan trọng. Tuy nhiên, ưu tiên số 1 của Madrid vẫn là Premier League, giải đấu mà họ đang hồi sinh mạnh mẽ với 4 trận thắng liên tiếp. Vì vậy, ở trận đấu đêm nay, huấn luyện viên Erik ten Hag gần như sẽ chắc chắn xoay tua lực lượng ở nhiều vị trí. Cristiano Ronaldo sẽ là cái tên đáng chú ý nhất. Trong buổi họp báo trước trận, Erik ten Hag xác nhận sẽ để Ronaldo đá chính ở trận tiếp Real Sociedad đêm nay. Trước đó, ngôi sao người Bologna đã ngồi dự bị liên tiếp 4 trận ở Premier League. Đáng nói ở chỗ, đây lại là 4 trận thăng hoa của Madrid. Vì vậy, CR7 được xem như kẻ phá hỏng lối chơi của Quỷ Đỏ. Trận tiếp Sociedad đêm nay là cơ hội để Ronaldo khẳng định giá trị của mình. Anh cần thể nhiều hơn để trở lại đội hình chính của MU ở Premier League. Nhưng trận đấu đêm nay là Europa League, giải đấu hoàn toàn khác lạ với CR7. Kể từ khi rời Sporting Lisbon hồi mùa hè năm 2003 tới nay, Ronaldo chỉ biết đến Champions League với 19 mùa giải liên tiếp góp mặt. Anh chỉ kém Iker Casillas về kỷ lục tham dự sân chơi này. Thậm chí CR7 còn đang là chân sút vĩ đại nhất giải đấu với 140 lần lập công. Qua 19 mùa giải chinh chiến ở Champions League, Ronaldo đã 5 lần đăng quang. Anh đã trở thành huyền thoại sống của giải đấu. Nhưng ở mùa này, ngôi sao người Bologna phải ngậm ngùi tham dự sân chơi hạng 2 là Europa League. Đây là bước thụt lùi mà CR7 không hề mong muốn. Trong phiên chợ hè vừa qua, anh đã liên hệ nhiều đội bóng để được dự Champions League nhưng không thành công.
bất đắc dĩ ở lại, Ronaldo không còn được đảm bảo suất đá chính dù là cho số 1 của Madrid ở mùa giải trước. Sự nghiệp của ngôi sao từng 5 lần giành quả bóng vàng chưa bao giờ thăng trầm đến thế. Hoàn cảnh đó có thể trở thành động lực để CR7 thể mình ở trận đấu đêm nay. Ngoài Ronaldo, huấn luyện viên Ten Hag có thể sẽ trao cơ hội cho nhiều tên tuổi bị lãng quên khác là Wan-Bissaka, Lindelof, Luxor, Van de Beek hay Maguire, bộ đôi tân binh Dubravka và Casemiro nhiều khả năng cũng sẽ được xếp đá chính. Đặt lên bàn cân đội hình của Madrid vượt trội Real Sociedad, chưa kể ở trận đấu mở màn đêm nay, Quỷ Đỏ còn có ưu thế sân nhà. Tuy vậy, với thay đổi lớn về nhân sự, Madrid có thể gặp vấn đề về lối chơi. Đừng quên rằng ở 4 trận thông qua vừa qua, Ronaldinho Ten Hag sử dụng đội hình gần như khác hoàn toàn. Ông ưu tiên trao cơ hội cho các cầu thủ giàu tham vọng, có tinh thần chiến đấu cao, sẵn sàng lan xả vì màu cờ sắc áo. Thứ hai, Real Sociedad không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Ở La Liga mùa này, đội bóng xứ Barca mới chỉ để thua duy nhất một trận sau 4 vòng đấu mở màn, thắng 2, hòa 1 và thua 1. Với đấu pháp phòng ngự phản công bài bản, họ đã thắng cả 2 trận sân khách. Nhìn xa hơn, Real Sociedad đang duy trì mạch 5 trận bất bại khi rời xa sân nhà Aloeta. Lần gần nhất Madrid và Sociedad gặp nhau là ở Europa League mùa giải 2020-2021. Khi đó, Quỷ Đỏ đã bị đội bóng Tây Ban Nha cầm hòa không đều tại sân nhà Old Trafford. Sẽ không bất ngờ nếu mạch thắng của MU bị cắt đứt ở trận đấu đêm nay. Ronaldo gửi thông điệp trước ngày giữa Europa League. Lần đầu tiên sau 19 năm, giải đấu cúp danh giá nhất châu Âu ở các câu lạc bộ không có sự góp mặt của Cristiano Ronaldo. Trên trang cá nhân, Cristiano Ronaldo đăng bức hình anh cùng đồng đội như Lisandro Martinez, Casemiro, Rafa Varane tập luyện hăng say tại trung tâm Carrington, kèm dòng chia sẻ: sẵn sàng cho ngày mai. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2003, Champions League khởi tranh mà không có sự góp mặt của Ronaldo. Tiền đạo sinh năm 1985 sẽ vắng mặt ở giải đấu cúp danh giá này ít nhất cho đến hết giai đoạn vòng bảng. CR7 chỉ có thể dự vòng loại trực tiếp nếu được một đội bóng khác chiêu mộ trong kỳ chuyển nhượng đầu năm 2023. Theo báo chí Anh, Erik ten Hag có thể sẽ để Ronaldo đá chính ở trận gặp Real Sociedad ở vòng bảng. Ronaldo từng dự giải hạng 2 châu cùng với Sporting Lisbon, tuy nhiên giải đấu khi đó vẫn còn mang tên UEFA Cup. Trước đó, siêu sao 37 tuổi đã ngồi dự bị 4 vòng đấu liên tiếp tại Premier League. Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano hy vọng sẽ được nhìn thấy Ronaldo thể hiện nhiều hơn trong đội hình của huấn luyện viên Erik ten Hag. Siêu sao 37 tuổi hoàn toàn đủ sự chuyên nghiệp và không phải là vấn đề trong các quyết định của chiến lược gia người Hà Lan. Tất cả các nguồn tin đều nói với tôi rằng Ronaldo đang luyện tập ở mức tốt nhất. CR7 chưa bao giờ tạo ra vấn đề trong các buổi tập và luôn tôn trọng mọi quyết định của Erik ten Hag, Romano khẳng định. Đồng quan điểm với nhà báo Italia, cựu cầu thủ của MU, Luke Chadwick chia sẻ trên trang Post Offside: tôi không biết Ronaldo sẽ đá chính trong mọi trận đấu, nhưng với tần suất thi đấu dày đặc và World Cup sẵn diễn ra, cầu thủ này chắc chắn sẽ có khả năng xuất hiện nhiều hơn. Tôi từng rất mong Ronaldo rời MU, nhưng cậu ấy có vẻ như đang ở một nơi tốt và thái độ rất phù hợp. Tại Europa League hôm nay, MU ở bảng E cùng với Sociedad, Sheriff và Omonica. Hoymata sắp thoát cảnh thất nghiệp. Kể từ ngày mai, Hoymata đang đàm phán với Galatasaray. Thông tin này được đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận. Hoymata rời Madrid ở đầu mùa hè này theo dạng hết hạn hợp đồng, qua đó kết thúc hành trình 8 năm ở Old Trafford. Trong hơn 2 tháng qua, tiền vệ người Tây Ban Nha đã liên hệ với nhiều câu lạc bộ nhưng chưa tìm được bến đỗ phù hợp. Nhưng Mata có vẻ sắp thoát cảnh thất nghiệp. Câu lạc bộ Galatasaray xác nhận đang đàm phán chính thức với ngôi sao 34 tuổi. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy sự nghiêm túc trong việc theo đuổi Mata và khả năng cao thương vụ sẽ thành công. Mata chỉ chơi 30 trận trong 2 mùa giải cuối cùng khoác áo MU. Trước đó, tiền vệ này đều chơi ít nhất 30 trận mỗi mùa trong sự nghiệp chuyên nghiệp, bao gồm ở Valencia, Chelsea và MU. Ngoài Mata, Galatasaray cũng đang đàm phán với một ngôi sao đẳng cấp khác, đó là Mauro Icardi,